Nên chọn màn hình TI loại nào? Và trong video này thì mình sẽ tư vấn cho anh em về tất cả những cái mã TI đang phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, và đánh giá đến là anh em tầm tiền nào, đi xe nào thì nên mua một chiếc màn hình này nhá. Đầu tiên thì mình nói đến cái TI, về cái thương hiệu này thì cũng có khá là lâu đời, và chủ yếu ấy là TI đang bán đến thị trường là Nga, và bây giờ đang mở rộng trên toàn thế giới, và đặc biệt là Việt Nam mình cũng có trước đấy rồi. Tuy nhiên thì bây giờ mới phát triển mạnh hơn, và vừa mới ra cái phiên bản là 2K đầu tiên tại Việt Nam thì mình đã được cầm trên tay để nghiên cứu, để sở hữu, để xem thử là nên mua cái phân khúc nào và mức giá nó là bao nhiêu. Đấy thì đầu tiên này, anh em thấy một cái hộp không? Khá là nhỏ. Với cái kích thước thiết kế của TI ấy, nó đang là 9 inch và 10.3 inch, hay trước đây gọi là 10,2 inch, hay gọi là 10 inch luôn, bởi vì nó chỉ to hơn một chút thôi so với hai phiên bản ở đây thì mình có sẵn anh em nhé. Thứ nhất, bên trái của mình là cái bản 9 inch này. Bản này là không có camera 360. Đấy. Và bên cạnh này là phiên bản 10 inch và có camera 360. Đây bạn nhìn thấy không? Đây là cam 360 để nó ghi lại hành trình cả bốn hướng và nó hỗ trợ lái xe an toàn. Tuy nhiên đoạn này thì mình chưa có quay được vào lên trên xe nên là mình sẽ làm tạm thời ở đây nhé, cho anh em xem nhé. Đấy, với cái đầu tiên mà mình nhìn thấy thì TI nó có một cái thiết kế khá là đẹp mắt. Đó là cái điểm ok nhất. Cái điểm ok thứ hai đó là mình thấy nó có thể kết nối được với cả điện thoại. Ví dụ thay vì là mình có thể vuốt ở trên màn hình này thì mình sẽ sử dụng bằng điện thoại để chúng ta mở các cái ứng dụng ở trên này. Ví dụ ở đây anh em, chúng ta mở YouTube này. Đấy, thì trên này nó lên YouTube luôn. Đó, ở đây chúng ta muốn mở sang một ứng dụng khác, VietMap, thì gọi là tính năng của ông chủ thôi. Chứ còn về cơ bản thì chúng ta sẽ sử dụng bằng ra lệnh giọng nói thì nó sẽ nhanh hơn một chút nữa. Rồi cũng có thể to tiếng, nhỏ tiếng này, tắt tiếng đi này. Đấy, thông qua ở trên cái màn hình này. Đấy, thì đó là một cái hay. Vậy thì cái mức giá của nó là bao nhiêu và chúng ta nên mua cái sản phẩm nào của TI? Thì chúng ta sẽ đánh giá đầu tiên đến cấu hình anh em nhé. Trên tay mình đây là cầm cái cấu hình là RAM 4, ROM 64GB. Nhưng cái phiên bản thấp hơn của phiên bản 2K này đó là RAM 4GB, ROM 32GB. Và cái con này có mức giá khá là hợp lý khi nếu như mà anh em tích hợp cả cam 360, cả cam 360 cả màn hình, thì mức giá đang là 16 triệu 900 đó với phiên bản 2K. Và với cái phiên bản mà không có camera 360 thì chúng ta được trừ đi khoảng 3 triệu đó. Thì theo mình, với cái mức mà 3 triệu thì không tiếc gì chúng ta sở hữu thêm một cái camera 360. Tuy nhiên là đây cũng là một phân khúc khá cao nhá. Còn nếu mà phân khúc rẻ hơn thì chúng ta có thể chọn cái phân khúc HD, chứ không nên chọn cái bản 2K này, nó sẽ đắt. Và cao hơn một chút nữa, đấy là trên tay mình nhá. Đó là bản RAM 4, ROM 64GB. Như vậy thì ở đây mình nhìn thấy là nó chỉ hơn cái ROM đằng sau thôi. Nhưng mức giá đang được niêm yết bán là cao hơn 2 triệu. Đấy, thì mình cũng có sẵn cho anh em cả những cái phân khúc này. Nhưng đánh giá đến là một người đi xe, một người lái xe hay là một người tư vấn về đồ chơi, đồ công nghệ ô tô thì cái ROM cao hơn khoảng 32GB. Nhưng mà đắt hơn 2 triệu thì mình sẽ mua phân khúc RAM 4, ROM 32GB. Tất nhiên là bạn có tiền thì bạn có thể sử dụng phiên bản này nhá. Và nó có thêm một cái phiên bản nữa, đó là RAM 6GB, ROM 128GB. Đấy, thì với cái phiên bản này nó sẽ đắt hơn 2 triệu nữa. Từ 4 lên 6 là thêm 2 triệu. Thì đây là thực sự là cái phân khúc mà các bạn nên mua. Đấy, tất nhiên là giá nó sẽ hơi cao. Và nếu như không có lấy cam 360 ấy, thì cũng như vậy thôi. Với những cái phân khúc cao này thì họ sẽ trừ cho bạn được khoảng 3 triệu rưỡi nữa. Thì mình là một người trải nghiệm thì mình thấy như vậy ấy. Cách mua chúng ta thông minh thì chúng ta chỉ chọn một là RAM 4GB, ROM 32GB. Hai là chúng ta chọn RAM 6, ROM 128. Để chúng ta có được một cái mức giá nó ok, và nó gọi là cao thì cao hẳn, là không thì cho nó có thể trải nghiệm được. Đó. Thì đấy là về mức giá, còn về trải nghiệm của một chiếc màn hình Android thì theo mình, nếu bạn là một người mới lái xe thì chúng ta nên có được một bộ camera 360, và cái cam 360 này nó sẽ hỗ trợ chúng ta lái xe rất là tốt này. Đây là chúng ta sẽ xem được cả bốn hướng. Tuy nhiên thì bốn mắt cam mình đang để một chỗ. Đây. Bốn mắt cam này nó sẽ lắp tại bốn vị trí anh em nhé. Vị trí ở đầu xe này, đuôi xe này và hai bên gương. Đó, thì chúng ta bấm các góc để chúng ta xem được.
thì về những cái đồ họa của TI thì nó thiết kế rất là đẹp rồi. Đấy, quá là tuyệt vời luôn. Chỉ là bạn có tầm tiền nào để chúng ta mua thôi, chứ một miếng màn hình TI này thì cái thiết kế của nó rất là đẳng cấp. Đó, rất là hay ho luôn. Và sản phẩm này thì có thể nói Trung Auto là đơn vị đầu tiên được trải nghiệm, được sở hữu để nghiên cứu và để tư vấn cho mọi người. Thì mình thấy với một cái phiên bản TI 2K quốc tế có thể nói là đang nâng cấp hơn hoàn toàn. Trước đấy thì mình giới thiệu cho bạn mọi người một cái phiên bản là Ultra 2K. Đấy, nó cũng của một cái thương hiệu OLED Pro. Thì cái bản này nó cũng là 2K và đã được bán 1 năm. Tuy nhiên ấy, thì mới nhất đây thì TI bắt đầu mới ra cái phiên bản 2K, còn trước đấy nó chỉ là những cái bản thường thôi. Thì nó cũng có những cái cạnh tranh khác nhau, ví dụ như là mức giá cũng khá hợp lý và được tặng kèm cả cảm biến áp suất. Đấy, còn trên phiên bản TI thì nó có thêm một số những cái cạnh tranh, ví dụ như là có giao diện khá là hay này, rồi có cả gọi là sử dụng ở trên điện thoại để mà mở được tất cả những cái thứ này, đặc biệt là dành cho những người ngồi đằng sau. Chúng ta điều khiển cái xe đằng trước, ví dụ như chiếc xe Camry ấy, chúng ta ngồi đằng sau để to nhỏ tiếng hay tất cả mọi thứ. Thì đó là trải nghiệm của mình về những cái chiếc màn hình TI. Thì mình thấy là đồ họa đẹp, âm thanh ok, hình ảnh nét, giao diện cũng rất tuyệt vời, và một số cái ứng dụng trên điện thoại này nó cũng khác biệt hoàn toàn so với những cái dòng màn hình Android trên thị trường. Nhưng nó cũng có một số những cái trên thị trường thì nó khác biệt. Ví dụ như là cái bản này là bản 13 inch, TI không có đó. Hay là bản 12,3 inch. Thì đó là những cái trải nghiệm mà mình thấy anh em nên sở hữu. Một là cái phân khúc RAM 4GB, RAM 32GB. Hai là lên hẳn RAM 6. Và cam 360 nhá. Khi mà anh em lắp tại Trung Auto ấy, thì nếu như anh em không lấy 360 ấy, thì mình sẽ làm gì? Giữ lại cam 360 này, khi mà bạn cần lắp cam 360 vẫn là cái màn hình này. Mình sẽ mở phần mềm và sẽ tích hợp được cam 360 để lắp cho anh em, nên anh em chỉ mất một lần công thôi để lắp đặt. Sau này xin được nóc nhà thêm tiền để chúng ta lắp thêm cam 360 để sở hữu cho nó thông minh hơn. Thì đấy là cái cách chúng ta tiết kiệm tiền ở những cái khoảng thời gian đầu. Đó, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nhớ là subscribe kênh cũng như là đăng ký like cho chúng tôi thì sẽ được YouTube cho nhiều người biết đến nữa. Cảm ơn anh em. Xin chào, hẹn gặp lại.